Ở gì đó đường Ngô Tất
tố đâu. Dạ. Đó rồi cái nữa là sắp sửa đi làm. Chị Tám bằng sen. Chị Tám. Tám bằng sen hả? Ờ. Biết không, nhớ không? Để bị nữ đê đường. Thì già rồi thì ai cũng bị thôi. Chứ giờ cũng biết. Có lúc nghe đường lên mấy bên này nhập viện mà bây giờ đi ở nhà. Ở nhà. Lúc mà đi ở đó nó lớn lớn vậy nè nha. Vậy cái đó phải kia quá nhà thiệt để lận á. Đây đây lát rồi xem. Kiên quá vậy nè. Anh thấy cái bệnh đó lại mừng tuổi lì xì ha, chịu không? Cái này có anh 10 coi nữa nè. Nói là thâu vô. Giờ thâu phim hả? Đang quay phim, nói thâu vô, nói gì đi. Nói thâu vô. Vậy nói là nói tôi bây giờ tôi già rồi mà bệnh như thế này thì chắc không lâu. Anh em gặp cây này không biết có gặp nữa hay không. Tết lại ha. Tôi ta tuổi với bồ tí một tuổi với anh hai mà anh thấy khỏe quá mà ngon lành. Lần bị tai nạn giao thông. Rồi lần té không đã. Rồi giờ hết té rồi. Hết té nữa rồi. Chú nghĩ là đỡ một đời hơn là ba lần tai nạn. Bây giờ cứ lên quanh ở giường nằm còn ngồi nằm ngồi cứ vậy á.